chưa? Em ru luôn rồi. Có biết đâu. Giật mẹ coi. Cái con nó rỉa đầu câu em cột cực à. Hay quá anh Yên ơi. Ừ. Bự rồi, bự rồi. Dạ con này bự, dạ. Trời ơi, chút xíu xảy rồi. Nhảy vô cái rộng mới xong rồi. Tôm tôm. Tôm lên mình nướng ăn liền luôn ha anh nè. Ủa có một quạt đâu nướng. Vậy cũng nghĩ ra được. Để xuống cái này ăn liền luôn trời. Cái gì? Ta kéo vô chút nó kéo vô chút xíu nó nổi nó tao chút. Anh Yên chỉ biết thả cá thôi. Xuống đường nào đi. Ta có lòng hướng thiện. Hướng thiện lắm. Đi câu cá mà hướng thiện. Bự bự không ngon quá. Ủa sao vợ còn bị rách rồi ta?
ơi, bỏ cho ăn liền vậy. Nước sâu chạy đá rồi nó bự cái trời hết biết con cá luôn. Rồi gói nùi dây luôn rồi, sẻ con cá còn gói dây nữa. Chơi không lợi nữa, vậy mà chơi không lợi nữa mà. Tiếng à. Chạy ghê. Dính cái con rồi ạ. Một chút xíu ạ. Gì? Rớt đi mất chả ở đâu. Bao nhiêu chuyện nhìn anh xảy con cá thấy không?
kiếm gì? Hả? Vừa có dính đâu mà xảy. Thì tại không kịp phao nè, nó mới không dính. Chứ không nhìn anh này kịp phao là dịp dính rồi. Chóng mặt quá. Sóng nhìn chóng mặt quá. Cá này nhỏ mà chạy ghê chạy. Ngộ quá, người ta dính miệng chứ dính đâu. Tự nhiên người ta câu cá nó dính đầu nữa rồi đó. Dính miệng, cá dính miệng dính đâu. Anh nhanh không tin tưởng đồng đạo gì thế. Phi bự bự nấc rộng luôn. Còn nấc rộng luôn đi. Trời ơi. Cái kia.
cái kia đổ vô là tạng nó chắc luôn. Hả? Tại anh câu lai gai chứ em câu chỉ dính.